tin tặc có liên kết với Cộng sản Việt Nam tấn công Trung Cộng nhằm môi thông tin về COVID-19, tin đến từ Reuters, dẫn nguồn tin từ Công ty An ninh mạng của Hoa Kỳ FireEye. Reuters cho biết, một nhóm tin tạc hỗ trợ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cố gắng đánh cắp thông tin về đại dịch COVID-19 của nhiều cơ quan thuộc chính phủ Trung Cộng. Theo FireEye, nhóm hacker APT32 đã cố gắng đột nhập vào các tài khoản email cá nhân và công vụ của nhân viên tại Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Cộng và nhà cầm quyền của thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát đại dịch COVID-19 với hàng ngàn người bị thiệt mạng. FireEye và nhiều công ty an ninh mạng khác tin rằng APT32 hoạt động vì lợi ích của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Hoạt động gần đây của nhóm này tập trung vào việc tìm kiếm thông tin về Covid-19 và các biện pháp đối phó lại với căn bệnh nguy hiểm này. Tuy nhiên thì FireEye không nói rõ các vụ tấn công này có thành công hay không. Reuters cho biết, nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin của FireEye. Nhà chức trách của Trung cộng cũng im lặng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp ứng phó với coronavirus. Hà Nội đã phong tỏa biên giới với Trung cộng và áp dụng biện pháp cách ly cá nhân và cả cộng đồng trong nhiều tỉnh thành và đã thành công trong bước đầu kiềm chế lây nhiễm, giữ còn số người bị nhiễm chỉ khoảng 300 người theo báo cáo của Bộ Y tế nước này và chế độ cộng sản độc tài ở Việt Nam thường xuyên sử dụng APT 32 để tấn công giới bất đồng chính kiến và nhắm cả cơ quan thuộc chính phủ của Trung Cộng. Reuters cho biết rằng cố gắng đánh cắp thông tin từ Trung Cộng cho thấy Hà Nội không tin các báo cáo về số người bị nhiễm bệnh Covid-19 và số người tử vong mà Bắc Kinh công bố. Và kết thúc quý vị một công ty ở Tiền Giang treo bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Cộng. Thưa quý vị, báo Người lao động ngày 20 tháng 4 năm 2020 loan tin công ty trách nhiệm hữu hạn dày Apache Việt Nam tại khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã treo tấm bản đồ thể hiện biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là South China Sea, tức là biển Nam Trung Hoa. Báo Người lao động gọi đây là tấm bản đồ lạ và công ty giày Apache đã treo 6 tấm bản đồ phạm pháp này với kích thước là 60 x 80cm được viết bằng tiếng Trung Cộng. 6 tấm bản đồ này thể hiện vị trí các công ty Apache trên thế giới được ở trên 6 vị trí khác nhau trong khu vực của công ty. Thời gian treo lúc nào thì không được tờ báo nói đến và chỉ loan tin rằng đoàn kiểm tra của tỉnh Tiền Giang đã đến công ty Apache vào ngày 20 tháng 4 để xác minh thông tin. Kết quả của việc xác minh này đến hôm nay là ngày 23 tháng 4 như thế nào vẫn chưa được truyền thông của nhà cầm quyền Cộng sản đưa tin và hình ảnh của tấm bản đồ cũng như công ty Apache không được báo người lao động đưa vào bài viết. Trong một diễn biến khác, thì những ngày gần đây, dư luận Việt Nam lại dậy sóng với công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 với nội dung công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên phần lớn diện tích Biển Đông của Việt Nam và thông tin này đã được phía Trung Cộng lấy làm căn cứ cho việc hợp thức hóa chiếm lãnh hại của Việt Nam. Thưa quý vị.